Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình là một bó hoa spirit, bông cực lớn luôn. Chợt thì mình cũng nhớ ra là chưa quay cái giống hoa này cho các bạn. Đây là cây phát triển thực tế trên tại vườn. Vườn này thì mình thả tự nhiên thôi, không có chăm sóc gì nhiều cả, không thuốc sâu, không phân bón, kiểu như mình thử thả ra vườn ở nhà mình trồng một vài cây ấy. Nên là cây rất chi là khỏe mạnh. Đây là mình quay chùm thực tế của Spirit nhé. Một chùm này đã tàn là khoảng 5 bông, 6 bông. Và một chùm bên cạnh đang lụ 4, 5 bông. Đấy. Spirit là cái dòng hoa thơm, bông to, có những lúc đạt bông bằng bát con, màu hồng và cây phát triển khỏe, lá dày. Ở đây thì có 3-4 cây cạnh nhau. Mình sẽ quay sang cây bên cạnh cho các bạn xem. Lá rất sạch sẽ, không một tí thuốc sâu nha các bạn nhé. Không một chút thuốc phòng nấm nha các bạn nhé. Các bạn nhìn này, đây là cái bông mình vừa cắt, mình cầm ở tay đấy. Hôm nay là rằm tháng 10 âm lịch, nên mình cắt ra, cắt hoa để thắp hương. Đây là một cây nữa này, phát triển cực khỏe luôn. Đây là mình trồng ở cái ruộng này, nó còn đất sét rất chi là nhiều. Mình cũng không đào được hố to để trồng, để trộn giá thể đổ vào. Mình chỉ cuốc cái xong mình vùi cái cành chiết vào ấy. Đây là gốc nhá, mùa hè bị trĩ này, nhưng cũng chả sao cả, vẫn phát triển bình thường. Và mình thấy nó lá rất sum. Đây nha các bạn nhé. Nhà mình có một cái vườn này thả tự nhiên các bạn. Cỏ thỉnh thoảng rạc sơ qua một chút thôi. Ngọn mầm này, nếu bạn nào không có thời gian chăm sóc hoa mà muốn có một cái vòm hoa ở cổng ấy, hoặc là cho leo lên giàn ấy, thì cũng nên chọn giống này. Bông chùm to, hoa to và cực khỏe mạnh, phát triển tốt. Cũng có nhiều người ý kiến rằng là cái bông Spirit này nó mấy tháng đầu trồng là nó không có ra hoa, thì đúng vậy, nó chậm hoa hơn những dòng khác, nó ít nhất là phải có tầm khoảng 3 tháng. Nhưng mà khi cây bé thì mình không nhu cầu là phải bắt nó ra hoa, vì lúc đấy mình cũng vẫn là đang thời gian gây rễ cho cây nó phát triển. Thì các bạn cũng không cần nóng ruột quá. Lụ, chùm lụ. Các bạn nhìn thấy cái cây có khỏe không ạ? Đây là sự lựa chọn rất hợp lý cho những cái người nào mà chưa có kỹ thuật chăm hoa hồng nhé. Vì cây rất chi là khỏe luôn. Dày lá, cây phát triển đẻ nhánh tốt. Đây mình sẽ cho các bạn xem một số cây nữa trong vườn mình. Đây, bông hoa của nó đây. To không các bạn?
To mà lại thơm nữa cơ. Đây mình cắt mất hoa rồi. Bạn nào có nhu cầu về giống hoa Spirit thơm, bông to và phát triển khỏe mạnh này thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0915 882 513 hoặc Facebook là Giáp Thúy Nhung. Facebook thứ hai là cây giống hoa hồng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video.